Làm gì hết hồn vậy? Dạ con tưởng bình ga nổ. Chào ông. Cô là ai? Dạ con là Diễm My, anh là gia sư của Trạng Nguyên á ông. Gia sư mới hả? Dạ. Còn trẻ gì mà đi làm gia sư hả? Dạ. Nay nhiêu tuổi? Dạ năm nay con con không biết con nhiêu tuổi nữa. Dạ con giỡn á, năm nay con 23 tuổi rồi ông. Thế à? Dạ. Ừ. Con xin phép lên lầu nha ông. Ừ. Dạ. Làm cái gì mà hốt hoảng? Ừ? Ai cho tắt nhạc của tôi? Mở nhạc lên. Phải tắt nhạc thì mình mới học được chứ đúng không? Học cái gì mà học? Đi vô mày. Đi vô. Mày đi vô. Đi vô. Đi vô. Cái gì vậy cô giáo? Cái thằng này nó quậy nữa đúng không? Nè nha, tôi đếm tới ba mà không mở nhạc lên lại là biết tay tôi rồi chứ. Một, hai. Ba nè, con học ở đâu ra cái thói giang hồ vậy hả? Ăn nói với cô giáo cái kiểu đó đó hả? Ngồi dậy học bài đi, cô giáo chờ kìa. Thôi, con không học đâu, con không học với bà đó đâu. Bây giờ học không? Không. Không hả? Đau lắm ơi. Trời, có chân đó. Chồng làm gì mà la dữ vậy trời? Xong rồi đó cô giáo, vô dậy đi. Dạ, cảm ơn chị. Nguyên ơi, cô đã trở lại với em rồi nè. Đi ra ngoài. Chị nó đã thành kết. Cô giáo dạy tiếp đi. Dạ. Chị ơi. Hả? Chị ở lại đây luôn được không chị? Không cần. Đây à. Nói cái gì đó. Điều hồn đó. Đưa đôi dép đây. Không cần. Coi chừng. Khi mà mình chia thể bị động thì bắt buộc phải thêm to be. Còn động từ thì chia thì quá khứ. Ví dụ như trong câu việc này sẽ hoàn thành sớm thôi thì câu sẽ là this job is going to be done soon. Hiểu chưa? Cô thôi đi. Sao mà thôi được? Từ nãy giờ mình học chưa được nửa bài nữa đó. Em ráng lên đi, không sao hết trơn, tập trung chút xíu thôi là nhớ nhanh dữ lắm. Cô biến chỗ khác giùm tôi đi. Còn cần nhiều thời gian lắm, không sao đâu. À, cô có cách này học rất là hiệu quả nè. Mình sẽ học bằng bài hát nha. Cô biết có một cái bài hát này á, cũng là chia ở thể bị động này luôn nè. Cô đây cần đây. When you tell me I can't touch you. Đẹp đây. Ồn quá. Too far to dream it through. Tôi nói là cô dẹp đi. Cô không nghe hả? I love to be loved by you. Cùng chết hả? Khùng điên gì đâu á. Quên nữa, buổi học hôm nay coi như là kết thúc nha. Đi đâu? I love to be loved by you. Không được rồi, anh thấy cứ kiểu này á, em phải đi làm lại thôi. Ôi nhưng mà còn cái thằng nhóc đó làm sao? Em yên tâm đi, anh chỉ em. Bây giờ em đi làm, em chỉ cần đem theo cái này. Nó làm gì em xử nó liền. Em đừng có sợ nó. Phải cứng rắn lên. Không đi làm thì làm sao có tiền. Cốc. Mình phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ mới trị được thằng nhóc đó. Đúng vậy. Em chỉ cần nghe theo lời của anh. Có chuyện gì xảy ra cứ quở anh vô mặt nó. Mọi người hãy cho Diễm My chính xác một tràng pháo tay nào.
Mạnh mẽ lên. Nó mà có làm cái gì em em sẽ lấy cái này em quấn vô mặt đó. Em xin lỗi. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ lên. Mình phải mạnh mẽ lên. Cô tới rồi. Vô bàn ngồi học nhanh lên. Dẹp cái điện thoại chơi game liền. Tôi ghét nhất là cái thể loại có lỗ tai mà nghĩ không. Tôi đã nói là tôi không thích học. Cô đi ra ngoài đi. Bước qua đại học. Nhanh lên. Tôi đã nói rồi. Cô đi ra ngoài đi. Tắt điện thoại cho tôi. Bây giờ cô nhất định không ra đúng không? Muốn gì? Muốn em học. Nè, em làm cái trời. Em tưởng em làm như là cô sẽ đi ra ngoài hả? Nè con thôi sao? Nha. Con sao? Nè thôi nha. Em mặc áo vô. Con sao? Em đừng có nghĩ là em làm như là cô sẽ đi về nha. Mặc áo vô cho cô nhanh lên. Ra đây chi vậy? Ờ con đây vô. Ê thái độ gì làm sao đó? Hay quá, thấy mình mạnh mẽ cho nên nó sợ rồi nè. Chị chỉ giúp cho em trị thằng Nguyên đến hết ngày hôm nay thôi. Từ bây giờ em hãy tự mình xử lý nó đi nha. Gì mà? Cái gì nữa hả? Tại sao bài kiểm tra điểm thấp vậy không đưa cho mẹ coi? Con lại thi là thi tiếng Anh là con nước chót lớp hoài vậy hả? Gì đó? Mẹ này kỳ quá không? Mẹ cũng là giáo viên mà. Sao mẹ lại tự ý xem bài kiểm tra của con? Con dám nói mẹ tự ý nữa hả? Dạ. Mẹ cảnh cáo nha. Mẹ đang đợi điểm thi cuối kỳ của con đó. Môn tiếng Anh mà thấp điểm đứng chót một lần nữa. Biết thì mẹ nghe chưa? Mẹ nói hoài à. Mẹ nói rồi đó. Mẹ chờ điểm thi cuối kỳ đó. À Huy ơi, có trứng xúc xích nè, để tôi làm cho nha. Ừ, ngon. Em ăn xong không rồi? Ồ, xong rồi hả? Ừ. Mày vừa dọn cho em đi. Ờ. Chị ơi, lát ăn cơm xong mình học nha. À Nguyên ạ. Sao chị? Ừ, từ nay cậu không cần dạy cho tôi nữa đâu nha. Ủa? Có chuyện gì hả chị? Thì tại cậu cũng cần thời gian để học mà. Tôi cứ phiền cậu hoài vậy cũng kỳ. Từ nay tôi sẽ ráng tự học. Cậu sắp thi cuối kỳ rồi, cậu cố gắng lên nha. Nha. Ờ. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi nha. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Dạ. Cô tới rồi nè. Học thôi. Cái thằng này
Cô giáo tới mà ngồi nguyên cục vậy hả? Muốn ăn đòn không? Muốn ăn đòn không? Cô My, bài kiểm tra cuối kỳ này nhất định tôi phải được điểm cao. Tôi sẽ cố gắng, cô giúp tôi nha. Hôm nay mình học tới đây thôi nha. Ủa sao vậy? Còn mấy ngày nữa thi rồi mà còn quá trời bài luôn nè, nè, nè. Mình tôi học sao nổi. Ông trời ơi, ông ngước xuống đây mà coi. Sao bữa nay Trạng Nguyên si đột xuất nè ông trời ơi. Tôi đang nghiêm túc đó. Em đang nghiêm túc lắm hả? Ừ. Được rồi, nếu mà như em thật sự nghiêm túc siêng năng như vậy thì lần này chúng ta phải cùng nhau cố gắng mới được. Tiết sau cô sẽ dạy cho em những cái bài còn lại. Nhưng mà quan trọng nhất là ở em phải học thuộc từ vựng đó biết chưa? Tôi hứa tôi sẽ cố gắng. Nguyên. Dạ. Cùng nhau cố gắng lên. Tiết sau đó, cô sẽ soạn giáo án thiệt thiệt là tốt, thiệt thiệt là hay dành cho em. Cảm ơn cô. Cố lên, cố lên, cố lên. Dạ cô ơi. Nguyên nói là không muốn ăn hả cô? Sao mà không muốn ăn? Dạ con thấy Nguyên còn đang học bài. Cái gì? Nó nói là nó đang học bài. Dạ. Cô có nghe lộn không vậy? Dạ hay là để con đem bánh sandwich lên cho cậu Nguyên nha cô. Nè, khoan khoan đã. Dạ. Con lấy bánh ra đây đưa cho cô. Cô đem lên lầu cho nó. Cô là không có tin cái thằng này bữa nay nó siêng năng như vậy đâu. Cái điều này là trốn lên lầu đọc truyện chứ gì đó. Mà xúc lấy tập vở ra nè. Câu này làm sao? Thật ra thì đến nước này rồi á, chỉ còn cách học thuộc lòng hết tất cả thôi à. Trời đất ơi, em bị chảy máu mũi hả? Hả? Trời đất ơi, đừng đụng đụng đụng, khăn giấy, khăn giấy đâu. Chết rồi, học cái gì mà dữ vậy nè Nguyên ơi. À, đừng 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 đây 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 đây. Đây, ê, khoan 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 khoan. Khoan 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 khoan. Gì vậy? Để xíu nè, để xíu nha. Cô đếm 1, 2, 3 lần ngước cái mặt xuống nhìn vô camera nha. Ôi sao vậy? Chụp tới hình kỷ niệm. Lâu lâu á em mới xuyên học vậy mà. Một năm á chảy máu mũi được mấy lần đâu, đúng không? Cô bị gì không trời? Trời ơi, ngước mặt xuống, ngước mặt xuống. Ngước xuống. Trời ơi. Nó chảy gì thôi? Chảy nhìn thấy cười cười. Lâu lâu em mới xuyên học vậy mà. Đúng không trời ơi, dễ thương. Nhanh đi, nhanh đi. Nhấp vô, nhấp vô, nhấp vô. Nhấp vô. Dễ thương quá anh à. Tỉnh ngủ luôn. Cô như biến thái vậy. Thiệt bộ. Học tiếp đi. Nè. Chạy đi. Chạy đi. Quá à. Đi ra ngoài một chút đi. Giờ luôn hả? Chị ơi. Ủa, quán. Cậu đi đâu vậy? Chị đang đi đâu vậy? Tôi đi siêu thị mua ít đồ nè. Em có điểm thi rồi nè. Có cao không? Không cao là mấy đâu. Nhưng mà nếu mà nó được thì tiếp tục học với em nha.
Vậy là chắc điểm cao lắm rồi phải không? Không cao gì. Ta-da! Wow, 9.5 luôn nè. Giỏi quá à. Em mà. Chúc mừng nha. Chị Vy, hôm nay thằng Nguyên ra được 9.5 luôn á. Thiệt luôn á hả? Dạ, cả lớp ai cũng hú hồn luôn á. Đã quá vậy. Ủa, chị My. Hello, Tâm Ý. Ủa, Nguyên có nhà không em? Dạ có. À, mà chị biết gì chưa? Nguyên thi được 9.5 luôn á. À, vậy hả? Dạ. Ủa, tới rồi hả? Ờ, à, nè, chúc mừng em nha, thi được 9.5 luôn. Cảm ơn cô nha, không có cô lớn lắm á. Chị, có gì ăn không? À, cậu đói bụng hả? Ừ. Ừ. Cô dặn á là cậu muốn ăn cái gì cũng phải chiều cậu hết. Vậy cậu muốn ăn cái gì? Chiều hết luôn. Vậy chị nấu cái gì mà dễ dễ nấu á? Dễ dễ hả? Vậy ăn mì gói xúc xích được không? Cũng được luôn. Ok. Ok. Thành tích học tập của em dạo này tiến bộ hơn rồi đó. Dạ. Được rồi, để cô coi. Với thành tích học tập của em bây giờ á thì cơ hội vào trường Bách Khoa và trường Nhân Văn thì không thể. Không, không sao, nhưng mà chúng ta có thể hạ xuống chút xíu. À, trường Nhân Văn thì được đó. Thôi, em không thích. Cô đừng hù em. Em không thích thi vũ trường ở đâu. Cô mới học về. Em, nghỉ tay trái cây làm hoài vậy? Em phải dọn đồ cho nó gọn gàng nè. Quá trời, ba cái đồ lặt vặt luôn. Nè Tâm Ý, mấy cái bằng khen của chú á, con lau cho sạch xong rồi cất vô thùng nha. Dạ, con biết rồi con. Ủa? Bảng điểm của cậu nè. Wow, chú hay thì có môn nào cũng được 10 luôn. Chứ sao nữa. Cậu á thì đứng nhất về các môn học. Còn mình á thì đứng nhất từ dưới đếm lên trên. Hay thằng khoe nữa. Wow, chú đứng thứ 13 toàn quốc luôn nè. Đâu, đâu, đâu. Đâu, đâu, chỗ nè. Chỗ nè. À, 13 kìa, đứng thứ 13. Wow. Trời ơi, hay quá à. Để đếm nè. Hên thôi. Gì? Nè, thấy như vậy mà không biết suy nghĩ hả? Không biết mắc cỡ nữa hả? Có gì đâu, tại con không muốn thôi, con muốn là được hết luôn á. Ờ, cậu hay quá ha. Nghe đồn như cậu mới được tư vấn trường đại học thì phải. Hình như là cái trường Dân Văn gì đúng không? Vậy mà còn bị đặc chánh nữa. Cái trường Dân Văn nó ra làm sao? Nó nằm ở đâu? Dạ, trường Dân Văn là nó có học sinh nè, nó có giáo viên, có sân trường giống những cái trường khác vậy đó ba. Đó là như nó nằm đâu Củ Chi, Bình Chánh thì con cũng không rành nữa. Mốt cho mà đi xe bus. Nè, mẹ nói trước rồi đây nghe chưa? Con mà học trường đại học Dân Văn đó thì hả, từ kiếm tiền mà đi học, mẹ không có cho một cách nào hết á. Ai nói là con sẽ học ở trường đó chứ? Có đâu, con học ở trường đó đâu. Giỏi hay lắm. Con đó, học thì dở, đánh lộn thì giỏi. Không biết giống ai trong cái nhà này nữa. Thì con là con của ba mẹ, con không giống ba giống mẹ thôi. Cái phần đàn ông là con giống ba là chắc rồi đó. Còn phần mà chuyên gia đánh lộn mà chắc giống mẹ con chứ ai. Giống mà. Chúng ba kìa, mày ngồi xích ra đi. Đứng lại. Thiệt à. Chú đứng thứ 13 toàn quốc luôn nè. Đâu, đâu, đâu. Đâu, đâu, chỗ nè, chỗ nè. Chỗ nè. À, 13 kìa, đứng thứ 13. Hay lắm. Con đó, học thì dở, đánh lộn thì giỏi. Không biết giống ai trong cái nhà này nữa. Nhất toàn trường thôi mà. Có gì đâu. Tại vì Trạng Nguyên không muốn học thôi. Một khi mà Trạng Nguyên đã muốn học rồi thì chỉ có đứng nhất. Cái gì mà gọi ông đồn vậy? Bài tập về nhà của em mà.
Em gõ vậy sao anh học được? Nếu mà anh thấy ồn á thì ra ngoài sân mà học. Em mới phải là người ra sân á. Đi đây. Ồn quá. Anh đưa cho em mà. Không, không. Đưa đây, không em mét mẹ. Mét đi. Mẹ ơi. Mẹ. Mọi người đang chờ ở dưới kìa. Chiến đi bạn. Tôi không có đi được, bạn chơi đi. Sao vậy, bữa nay trận đấu quan trọng mà. Không có bạn không có được đâu. Xin lỗi luôn á. Bạn cứ nói cho tôi nói là tôi không đi được. Tại tôi phải còn nhiều bài tập lắm. Nhưng mà mọi người đang chờ ở dưới mà. Thì bây giờ bạn xuống nói cho tôi nói đi. Lấy cái cớ gì cũng được, nó là tôi kẹt rồi. Thôi không được đâu, mình chờ. Xong rồi đi liền đi chứ thôi, thiếu bạn không có được đâu. Bạn cứ dặn vậy sao tôi học. Hả? Thôi bạn đi xuống. Bạn nói cho tôi nói là tôi không đi được. Thôi tôi kẹt rồi nha. Không, đi quan trọng mà. Làm ơn đi, làm ơn đi. Đâu có được đâu, đi. Băng 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 băng. Ê, cái gì vậy? Băng băng băng. Không mà, bị không mà. Ngưng chưa? Ngưng đi. Ai biểu anh lấy bài tập về nhà của em á? Cái con khùng này. Băng 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 băng. Gì vậy? Chạy cho em đi. Băng băng băng. Nè Tâm Ý, cô có ghi đầy đủ trên này nè. Con ra siêu thị con mua đúng ở trong đó cho cô nha. Dạ, con biết rồi cô. Ừ. Đưa cái súng đây. Đưa cái súng đây. Nhanh lên. Đưa đây. Cái gì vậy nè? Thôi. Gì mà ồn ào vậy? Con làm cái gì vậy hả? Suốt ngày ăn hiếp em hoài à? Con... anh ai đòi đánh con kìa. Đánh hồi nào? Con đánh hồi nào? Con đang học nó vô trong phòng con nó xịt nước con nè. Học đâu mà học, toàn chơi game không chứ học não quá. Ủa má, đi thử con cho ba dụng. Mày chơi game để con bắt trước kìa. Ủa chơi game để đọc báo mà. Ừ đi gọi người ta mày không? Mày chơi game hồi nào hả? Thôi đi. Mẹ nói là thôi nha. Cái thằng này suốt ngày ăn hiếp em. Ngày nào mà con không ăn hiếp nó là con ăn cơm không được hay sao vậy hả? Con có ăn hiếp đâu, nó kiếm chuyện với con á. Con đang học nó vô trong phòng nó xịt. Xịt mém mướt cái laptop luôn á. Mẹ mới vừa thấy thằng Quang nó cầm trái bóng rổ lên nó rủ con đi chơi chứ gì. Thì con đâu có chơi đâu, con ở nhà mà. Tụi nó đi chơi, con đã quyết tâm hôm nay là sẽ học bài thật giỏi mà. Ờ hay ha. Được rồi, vậy bây giờ mẹ giữ làm chi đây nè. Con ngon lên lầu học cho mẹ coi coi. Đi đi. Riết con muốn học mà cứ bị làm phiền hoài à. Ai làm phiền con ở đây? Con đã muốn học á là tập trung học là được thôi. Đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh nha con. Ủa ông nói vậy là sao? Ông không tin con hả? Bây giờ mình quyết tâm mình học á, cho dù trời sập mình có học được thôi. Ở đó mà làm màu. Bây giờ có gửi con lên chùa học không được là không được, chỉ được cái mạnh miệng à. Ông nói con mạnh miệng là sao? Nếu vậy hả, con lên chùa học, lên trên đó yên tĩnh, con sẽ học giỏi cho ông coi. Cái gì? À, cái này là con nói nghe. Được rồi, con lên chùa mà có học được nửa tháng là ông đi đầu xuống đất. Bà. Còn nếu mà không xong á, đừng có trách ông nghe chưa. Bà đi. Nếu nó lên chùa nó học được là ba đi đầu xuống đất là chết luôn á. Máu dột luôn nào. Thôi được rồi, con lên chùa học. Nè, con tuyên bố đó nha. Được rồi, con muốn lên chùa chứ gì. Mẹ sẽ gửi con lên chùa. Nhưng mà trong vòng nửa tháng mà mẹ thấy con mò về đây á là con coi chừng nha. Mẹ sẽ đá con ra khỏi nhà này cho coi. Hứa rồi nha. Người Việt Nam nói làm. Người Việt Nam. Thì con nói thì con sẽ làm. Con sẽ đi cho mọi người tin rằng con. Dạ, con xin phép cả nhà con đi siêu thị. Con sẽ sao? Sao cả Lâm dữ vậy? Thì con sẽ làm được, nhất định là con sẽ làm được. Con chấp nhận hết tất cả thử thách của mọi người luôn. Con sẽ học giỏi, con sẽ học chăm chỉ cho ông coi. Sao tự nhiên cà Lâm dữ gì vậy? Nguyên. Hứa rồi ngang. Lên trên đó phải ổ, gọi ba lên cho nhà con. Ui da. Thôi điện thoại luôn rồi, tắt nguồn rồi nè. Thôi mọi người con đi. Học hành cho đàng hoàng đó. Nè, lên tới yên chùa rồi á, nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Ăn chay cho đều đặn vô rồi học giỏi, đừng ngã mặn nha con. Dạ con biết rồi. Cuối cùng người Việt Nam nói là làm rồi. Cái gì liền nhỏ này, ghẹo anh quá. Tạm biệt anh nha. Nè, lên đó yên tĩnh rồi ráng học nha con. Dạ. Thôi con đi đây. Con chào mọi người, con đi. Nghe rồi, đi đi. Con đi nha mọi người ơi. Mẹ đã nói là nghe rồi, đi đi. Dạ, con đi mọi người. Thành cho đàng hoàng đó cái thằng này. Cuối cùng nhà cũng được yên tĩnh nè. Cái con này. Nguyên ơi. Dạ. Nè, cậu cầm theo cái này đi. Gì vậy chị?
đồ ăn tôi chuẩn bị cho cậu á, để khi nào có học mà đói thì lấy ra ăn. Nè, cầm đi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, phiền chịu quá. Đâu có gì đâu, cố gắng học cho tốt nha. Nửa tháng sau gặp lại. Cố lên. Dạ, cố lên. Cậu đi đi, đi cẩn thận nha. Dạ, chị vô nhà trước đi. Ừ, ừ, đi cẩn thận nha. Dạ. Lại không được mềm lòng, nửa tháng nữa thôi mình sẽ gặp lại được chị. Rồi. Mà giờ về nhà thì không được. Mẹ lấy về. Em đã quên quyển sách tham khảo. À, trong nhà có ai không chị? À, mọi người đi hết rồi, chưa ai về hết đó. Hên quá, chứ ba mẹ biết em xuống núi là chết em luôn á. Ủa anh Nguyên. Ủa anh khỏe không? Anh khỏe. Ủa mà sao anh xuống núi sớm vậy? À, anh để quên đồ cho nên là về lấy. Nhớ là đừng nói với ai thấy anh nghe chưa? Dạ em biết rồi. Giỏi, anh đi nha. Bye bye. Cậu Nguyên ơi. Dạ, gì vậy chị? Cậu cầm theo cái này đi. Ủa cái này là cái gì chị? Cái này là túi chùm nóng á, ở trên núi lạnh lắm, cậu xài cái này sớm hơn á. Em cảm ơn chị. Em phải đi rồi. Hẹn chị nửa tháng gặp lại nha. Ừ, tôi biết rồi. Cố lên nha. Dạ, nhất định. Thôi tôi vô làm việc nha. Dạ chị. Thank you.
vậy? Trạng Nguyên, tỉnh lại đi. Hồi sáng mày mới gặp rồi mà. Như vậy là được rồi. Tới chùa là phải tu chứ. Được rồi, mình phải học. Chỉ có nửa tháng thôi mà. Chờ đến khi trăng khuyết là mình được về nhà rồi. Bút chì hả? Quên đồ chút bút chì thôi mà cậu về tận đây á hả? Dạ đúng rồi, tại em học toán ở trên chùa làm toán bút chì cho dễ xóa mà quên đồ chút. Thì ra là vậy. Em để quên cái cục sạc. Chuyến này á, cô thấy là thằng Nguyên có vẻ quyết tâm lắm á. Bữa giờ cô cũng rình dữ lắm mà cô không thấy nó đi về. Cái thằng cũng ngoan. Dạ, con cũng thấy vậy á cô. Nè, cô phải nhờ con đem tận lên núi cho nó lận. Làm phiền con quá. Dạ không sao đâu cô. Cô quên là con cũng từng sống ở trên núi hả? Thằng Nguyên nó kén ăn lắm. Thành ra ráng giúp giùm cô nha. Đem lên trên đó cho nó xong á rồi đi về. Dạ con biết rồi. Dạ thôi con chờ con đi nha. Cảm ơn con nha. Đi dạ. Cẩn thận. Dạ. Chút viết chì, gom, cục sạc, bút bi, thứ kẻ tai nghe. Mình còn quên gì nữa ta? À, bút chì. Đúng rồi, bút chì. Đúng rồi. Bút chì nè. Còn quên được gì nữa ta? À, từ điển. Cuốn từ điển. Ủa con sắp đường hay gì mà nó bay ghê vậy? Ừ nhanh thiệt. Tôi để thức ăn của cậu ở trong phòng. Cậu ráng học hành chăm chỉ nha. Trời, sao lên mà không nói? Chị ơi chị, em đang ở trong nhà vệ sinh của chùa. Chị đợi em 5 phút nha, em có mặt liền. Nghe gì vậy chị?
Chị Tâm Hy. Sao rồi, cậu học tốt không? Dạ cũng được, chị yên tâm. Lâu rồi tôi mới được lên núi như vậy. Nó làm tôi nhớ đến kỷ niệm của ba với Tâm Anh ghê á. Vậy hả? Vậy mốt mình rảnh, hai chị em mình leo núi lên đây, sẵn để mình thư thái đầu óc luôn. Vui á. Cậu ơi lại học tốt nha. Dạ. Thôi cậu lên đi. Thôi, để em đưa chị xuống núi. Thôi không cần đâu, tôi tự đi được mà, cậu lên đi. Thôi, đường đi xuống núi khó lắm, không biết đi là té, em té hoài à. Để em đưa chị đi. Có chân hả chị? Thôi, cậu tiễn tôi tới đây được rồi. Cậu đi xa quá, lát mệt lắm đó. Em chạy cái bẹo cái lên liền à, nhanh lắm. Thôi, tôi tự đi được rồi mà, cậu lên đi. Với lại là em cũng phải nghỉ mệt chút xíu rồi mới vòng lên. Thôi để em đưa chị đi thêm một đoạn nữa đi. Nha. Đây, 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 đây. Vậy đó. Thiệt vậy luôn hả? Thiệt. Ý, chết rồi, tới nhà luôn rồi. Thôi cậu đi nhanh nhanh đi coi chừng mọi người thấy á. Nhanh lên đi đi đi. Nhanh lên đi. Vậy em đi nha. Ừ. 10 người nữa gặp lại chị. Đi cẩn thận nha. Dạ. Đi đi, nhanh lên. Sao chưa đi nữa? Bộ cậu quên gì hả? Thôi chắc em không lên chùa học nữa đâu. Em chỉ muốn học ở nhà thôi. Nhưng mà Quyên, Quyên. Bánh xốp này ngon thì đó ba ha. Ở làm bằng xốp hả ba? Con ơi con về. Ủa? Rồi Quyên. Sao lại vậy? Em ơi Quyên về rồi nè. Cái gì? Cái gì vậy? Còn 10 ngày nữa mà tại sao cô về vậy? Dạ tại ở trên chùa mấy thầy tụng kinh hoài à, con học không được. Hả? Dạ đúng rồi, ở trên chùa mấy thầy ngày nào cũng tụng hết đó. Với lại trên đó không được ăn thịt ăn cá cho nên là sức khỏe cũng bị yếu. Con thấy là nhà mình là yên ắng nhất luôn á. Được rồi, có gan đi về thì có gan chịu phạt. Ây cha. Ủa chị dọn xong nhanh nhanh rồi mình đi học nha. Chẳng còn thời gian để ta ngồi chân.